Đây, cái ao của mình thì múc theo cái vệt dây vàng đây. Đó, anh em nhìn chưa? Nãy mình căng dây cho người ta múc rồi. Đấy. Xuống bên kia. Sang bên kia. Không to lắm, ao này sau có bờ vào thì cũng bình thường thôi. Máy đào vào để đào ao đào vườn cho mình đây. Đấy, máy hoành tráng không? Cho khủng long vào để đào ao. Một gầu. Cả một hòn đá to nhỉ.